Vâng, mở lại cái giao diện cũ và chúng ta sẽ cùng nhau vào file function. Cái nơi này chúng ta sẽ viết tiếp một đoạn code để có thể đưa các cái mạng xã hội thêm vào những liên kết của mạng xã hội cho cái trang WordPress của chúng ta.